các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta lại trở về tình thuật của tin mừng theo thánh Marco. Và tình thuật hôm nay là phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ nhất để nuôi 5.000 người ăn, 5.000 người đàn ông không kể phụ nữ và trẻ con. Nhưng sứ điệp lời Chúa của ngày hôm nay không tập trung vào việc lạ lùng Chúa đã làm để nuôi dân, mà tập trung vào cái khoảnh khắc quyết định làm việc đó. Đó là Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Cái việc bánh hóa nhiều là kết quả của việc Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Chúng ta nói ngược lại, việc chạnh lòng thương đẻ ra việc nuôi sống 5.000 người đàn ông. Và như vậy chúng ta mới thấy cái sức mạnh của tình yêu nó lớn và kinh khủng đến mức độ nào. Nhất là tình yêu của Thiên Chúa. Không phải những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé trong tay các tông đồ, mà là sức mạnh tình yêu trong con tim của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu, đã làm cho cái lời khẩn nguyện của Ngài dâng lên chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa với những chiếc bánh nhỏ bé, với những con cá rất bé trên tay, đã trở thành lương thực nuôi đủ một đám đông dân chúng. Khi đối diện với những khó khăn về vật chất của cuộc đời, chúng ta cũng như các tông đồ là tìm cách thoái thác. Thưa Thầy, xin Thầy giải tán để cho họ được về. Thưa Thầy, nếu mà phải nuôi dân thì tiền đâu chúng con nuôi? Số tiền quá lớn, chúng con không đủ sức. Một cái sự thoái thác, một sự thoái thác. Bởi vì nơi con tim của chúng ta không có tình yêu,
chúng ta chỉ có một ý chí hợp lý. Và đôi khi chúng ta thấy cái ý chí hợp lý của chúng ta đó, nếu mà chúng ta cương quyết một cách quá đáng, nó sẽ làm cho những người lệ thuộc chúng ta, những người theo chúng ta mất cơ hội đón nhận ân Chúa. Nếu các tông đồ trong hoàn cảnh này, 12 ông mà ép Chúa Giê-xu, buộc Chúa Giê-xu phải giải tán, thì rõ ràng đó, dân Chúa không có cơ hội đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Nên có lẽ đây là một điều mà giáo hội muốn chúng ta phải hoán cải. Hoán cải tức là trước đây chúng ta suy nghĩ theo hướng này, thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ theo hướng ngược lại. Tức là trước đây chúng ta quen những giải pháp A, B, C như thế này, thì bây giờ chúng ta phải chọn những giải pháp mới, vì những giải pháp A, B, C đó đưa đến chúng ta bế tắc. Chúng ta phải chọn giải pháp X, Y, Z. Có một cái hoàn cảnh tôi gặp nhiều lần chứ không phải gặp một lần. Những người đổ nợ, họ đến xin tôi rằng: thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con để con được hết nợ. Thì trong lúc nói chuyện tôi hỏi thêm, tôi hỏi rằng là bây giờ nếu giả sử như được hết nợ xong rồi thì chị sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì? Thì họ bảo rằng là thì chúng con sẽ kiếm một ít vốn, chúng con bắt đầu khởi đầu lại. Tôi hỏi khởi đầu lại là làm sao? Họ nói thì làm lại những cái mà trước đây chúng con quen mối lái đó, thì chúng con làm lại. Anh chị em thấy nó đúng hay sai? Nghe qua thì chúng thấy đúng, nhưng nghĩ lại đi là sai. Vì sao? Bởi vì ngày xưa vì những cái mối lái đó mà bị trắng tay, bị đổ nợ. Bởi vì cách làm cũ đó dẫn đến đổ nợ và bế tắc về vật chất. Bây giờ mình lại làm y như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ để vào bế tắc đó. Nên Chúa Giê-xu, Ngài bắt đầu xuất phát từ con tim chạnh thương của Ngài, chứ không phải xuất phát từ cái khả năng mình có thể nuôi 5.000 người hay không. Xuất phát từ cái tình yêu Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hoán cải. Tức là lấy tình yêu của Chúa làm chuẩn, chứ không phải lấy khả năng của mình làm chuẩn. Lấy sức mạnh của Thiên Chúa làm chuẩn, chứ không phải lấy sự thích nghi của mình làm chuẩn. Xin Chúa ban cho anh chị em niềm tin để dám hoán cải. Gần đến Tết rồi. Cảm ơn anh chị em.